chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Vụ phát hiện chân người ở Đà Lạt, công an thông báo về các đặc điểm nhận dạng nạn nhân. Liên quan vụ phát hiện thi thể nữ giới đang phân hủy trong khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, cơ quan chức năng đã phát đi thông báo về các đặc điểm nhận dạng nạn nhân. Theo đó, thi thể được phát hiện là nữ giới, độ tuổi từ 20 đến 30, chiều cao khoảng 1m45 đến 1m55, tóc đen dài 50cm. Nạn nhân có 24 răng bọc xứ màu trắng, hàm trên 12, hàm dưới 12, răng số 7 hàm dưới bên phải không bọc xứ. Thi thể khi được phát hiện mang bộ đồ trắng với nhiều chi tiết màu đỏ, có in chữ Beautiful màu đỏ, nhãn hiệu ở cổ áo có chữ Mona màu đen, nút cài thân áo và hai ống tay bằng nhựa. Ngoài ra, thi thể nạn nhân đeo bông tai kim loại màu vàng có 5 cạnh, hình viên kim cương cách điệu. Mặt trước viền bông tai có đính 17 hạt màu trắng, mặt sau có gọng kim loại thẳng màu vàng để xỏ vào lỗ đeo. Công an thành phố Đà Lạt đề nghị người có thông tin liên quan đến liên hệ với đội cảnh sát hình sự, công an thành phố Đà Lạt tại số 53 Hùng Vương, phường 9 để phối hợp giải quyết. Trước đó, vào ngày 1 tháng 6, cơ quan chức năng phường 4 thành phố Đà Lạt đang tìm kiếm các khu vực xung quanh địa điểm phát hiện một vật giống chân người trên đường Hoa Hồng, khu vực Hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt. Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ cùng ngày, người dân địa phương đi trên đường Hoa Hồng đã phát hiện vụ việc nêu trên nên đã trình báo chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng phường 4 đã báo cáo cấp trên, tổ chức lực lượng tìm kiếm quanh khu vực nêu trên để làm rõ vụ việc. Tại hiện trường, vật này giống chân người đang trong quá trình phân hủy. Phần giống bàn chân còn nguyên vẹn nhưng phần giống đùi và bắp chân đã phân hủy, chỉ còn trơ xương. Vụ việc một vật giống chân người trên đường Hoa Hồng, khu vực Hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt đã khiến dư luận không khỏi liên tưởng đến một vụ án mạng gần đây xảy ra ở thành phố Vũng Tàu. Cụ thể, ngày 23 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp cùng Công an thành phố Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường vụ cô gái bị sát hại và bỏ vào vali vứt trên khu vực núi nhỏ thành phố Vũng Tàu. Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, từ nguồn tin của người dân, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra một vali nghi ngờ bên trong có chứa thi thể người. Sau đó phát hiện xác một cô gái khoảng hơn 20 tuổi bên trong vali, tình trạng đang bắt đầu phân hủy. Qua xác minh, nạn nhân ngụ huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Bằng nghiệp vụ, công an cũng đã bắt giữ hai đối tượng tình nghi của vụ án. Bước đầu xác định, cô gái và nghi phạm quen nhau qua mạng xã hội, sau đó từ Cần Giờ về thành phố Vũng Tàu và bị sát hại. Đến ngày 27 tháng 5, tại trụ sở Công an huyện Cần Giờ, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì buổi khen thưởng các tập thể tham gia phá án vụ cô gái bị giết, giấu xác trong vali rồi phi tang trên núi nhỏ, thành phố Vũng Tàu. Tại buổi lễ, Trung tướng Lê Hồng Nam đã trao thư khen và tiền thưởng cho 4 tập thể gồm phòng PA05 Công an thành phố Hồ Chí Minh, phòng PC02 Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đội cảnh sát hình sự Công an huyện Cần Giờ và Công an xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ. Trung tướng Lê Hồng Nam đã biểu dương các đơn vị, cá nhân đã phối hợp chặt chẽ, khẩn trương truy xét dù gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình điều tra. Địa điểm gây án rất xa so với nơi xuất hiện cuối cùng của nạn nhân là hơn 100 km. Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, các đơn vị đã xác định và truy bắt thành công đối tượng giết người, cướp tài sản. Việc nhanh chóng khám phá vụ án cho thấy được tinh thần chủ động, sự kiên quyết, hiệp đồng tác chiến trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an các tỉnh lân cận, góp phần đảm bảo sự vững an ninh trật tự, giữ gìn bình yên trên địa bàn thành phố nói riêng và các tỉnh lân cận nói chung. Vụ thi thể cô gái trong vali ở Vũng Tàu, tình tiết bất ngờ về vị can Võ Thành Long. Một nguồn tin cho biết, Võ Thành Long sinh năm 2004, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, bị can trong vụ án giết cô gái 21 tuổi rồi cùng bạn bỏ thi thể vào vali vứt trên núi nhỏ thành phố Vũng Tàu, vừa chấp hành xong án phạt tù. Long bị bắt từ ngày 15 tháng 9 năm 2022 và được Tòa án Nhân dân thành phố Bà Rịa đưa ra xét xử công khai vào ngày 2 tháng 12 năm 2022. Theo nội dung vụ án, do cần tiền tiêu xài nên Long có ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 13 tháng 9 năm 2022, Long dùng tài khoản Facebook truy cập vào trang Việc làm Bà Rịa thì thấy tài khoản tên Nguyễn Bá C đăng tin tìm việc làm nên đã nhắn tin và hứa giới thiệu việc làm cho C. Trong lúc ngồi nhậu, Long nói C cho mượn xe máy đi chở bạn, sau đó lấy xe bỏ đi, chặn hết liên lạc với C. Quá trình điều tra, Long còn khai nhận chiếm đoạt một xe máy của người đàn ông tên Định. Ngoài ra, trong thời gian làm việc một quán ăn, Long lấy cắp một số tài sản khác. Tại bản cáo trạng, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bà Rịa đã truy tố Long về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 1 điều 174 Bộ luật hình sự.
Tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận thấy hành vi phạm tội của Long là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo nhận thức được tài sản của người khác là bất khả xâm phạm. Vì bản thân nghiện game, lười lao động, không có nghề nghiệp và không có thu nhập, nên đã có hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác nhằm phục vụ cho mục đích tiêu xài cá nhân và chơi game. Hành vi phạm tội của bị cáo đã gây mất an ninh trật tự trên địa bàn và gây bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Bị cáo ra đầu thú nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm I, S khoản 1, khoản 2, điều 51 Bộ Luật Hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo nhất thời phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, nhân thân tốt. Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo chưa đủ 18 tuổi, khả năng nhận thức hành vi còn hạn chế nên được áp dụng thêm điều luật đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Từ đó xử phạt bị cáo Võ Thành Long 6 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 15 tháng 9 năm 2022. Liên quan đến vụ án giết cô gái 21 tuổi, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thành Long và Vũ Thành Huy, 25 tuổi, ngụ xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa. Theo đó, Võ Thành Long bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội giết người và cướp tài sản, còn Huy bị khởi tố bắt tạm giam về tội che giấu tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo điều tra, Long quen biết chị T, 21 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh qua mạng xã hội. Sau đó, ngày 18 tháng 5, Long và Huy đưa chị T đi chơi ở Vũng Tàu. Nửa đêm, Long đưa chị T về khách sạn, sau đó giết nạn nhân và gọi điện cho Huy cùng vứt thi thể ở khu vực núi nhỏ, thành phố Vũng Tàu, vào trưa ngày 19 tháng 5. Sau khi nhận thông tin từ Công an huyện Cần Giờ, chỉ trong 12 giờ, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt giữ các đối tượng, sau đó tìm thấy thi thể của nạn nhân. Vụ việc này khiến nhiều người không khỏi nhớ đến vụ việc cô gái 21 tuổi bị sát hại vào mùng 7 Tết năm 2024. Thời điểm đó, tại hiện trường, lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội đã thu thập được nhiều chứng cứ, dấu vết quan trọng, chứng minh cho hành vi phạm tội của nghi phạm Hoàng Minh Hào. Như các dấu vết của việc sử dụng dầu gió tại căn phòng cho thuê, nơi phát hiện thi thể nạn nhân, LTTL, quê Thanh Hóa. Theo các chuyên gia tội phạm học, nghi phạm Hào đã có tính toán kỹ việc sử dụng dầu gió để làm át đi mùi tử khí khi thi thể nạn nhân phân hủy. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, ra quyết định trưng cầu Viện Pháp y Hà Nội, giám định pháp y tử thi, trưng cầu Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố, giám định ADN của Hào, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội để thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Đồng thời, việc thực nghiệm hiện trường cũng đã được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội tiến hành xong trong chiều ngày 21 tháng 2. Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát Điều tra phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan tập trung điều tra, củng cố hồ sơ tài liệu để khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Hào, mở rộng điều tra làm rõ toàn bộ hành vi, động cơ, mục đích phạm tội của Hào và các hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan nếu có, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo như những gì Hào khai với cơ quan công an, thì ngày 22 tháng 1, sau khi trộm cắp một xe máy Honda Vision màu đen ở ngõ 190 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hào đã đem cầm cố lấy 10 triệu đồng. Hào sau đó thuê nhà nghỉ tại khu vực bến xe Mỹ Đình để ở. Đến trưa ngày 25 tháng 1 thì bắt xe khách đi Hà Tĩnh chơi Tết. Sáng ngày 16 tháng 2, trong quá trình đi xe khách về Hà Nội, Hào lên mạng xã hội tìm nhà trọ và đã liên hệ được với chị L. 17 giờ 30 phút ngày 16 tháng 2, Hào hẹn gặp chị L tại căn nhà trong ngõ 79 Cầu Giấy để xem phòng trọ, nhưng do không đủ tiền đặt cọc nên Hào đi về. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Hào tiếp tục hẹn gặp chị L tại nhà trọ trên để đặt cọc tiền thuê nhà. Khi đã hẹn được chị L, Hào đã được chị L dẫn lên phòng 302 tầng 3 để xem phòng. Thấy chị L đi một mình nên Hào đã nảy sinh ý định cướp tài sản và đã dùng tay sát hại nạn nhân. Sau khi sát hại chị L, nghi phạm Hoàng Minh Hào đã giấu xác nạn nhân vào ngăn tủ bếp. Đối tượng đã lấy một xe máy hiệu Honda Vision, hai điện thoại của nạn nhân và rời khỏi hiện trường. Tiếp đó, Hào sử dụng xe máy của nạn nhân làm phương tiện đi lại và thuê nhà để ở tại ngõ 152 Nguyễn Đình Hoàn, quận Cầu Giấy. Đến 12 giờ 30 phút ngày 19 tháng 2, công an phát hiện bắt giữ Hào tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.